Hello, vâng, xin chào tất cả anh em nhé. Vâng, hôm nay lại tiếp tục đi mua lưu kim để cộng vào văn sức mà đang đi loanh quanh mà tìm. Vâng, video trước thì cũng đi tìm mà chưa thấy. Vâng, hy vọng là hôm nay sẽ thấy. Vâng, trước khi đi mua thì chúng ta đã chuẩn bị vàng đã. Vâng, thường thường là thấy mọi người hay bán ở xem thành nào nhỉ, đi lò dò mãi mà không thấy. Vâng, đã đánh hơi rồi vậy mà mất tâm. Vâng, nếu mà tìm được xong cộng thì Long sẽ đi Thái Nhất Phát Anh Hùng. Vâng, để cày kinh nghiệm loanh quanh mà chả thấy ai bán đâu. Rồi, chúng ta về Định Kinh này. Đấy, anh chị ơi rồi. Chắc cũng mọi người đang trực đi TNT. Rồi, trước khi đi phải cộng đi đã. Cộng văn sức vào cho nó máu. Bây giờ đang nhiều vàng các bạn. Dạo này buôn bán đang làm ăn không khá. Đây. Đây, được 2k7 vàng đây. Kiểu gì cũng mua được cái văn sức cùi cùi. Má nó không thấy ai bán gì. Tâm ba kéo sức đâu hết rồi. Viên linh tí này, 100 cái có 100 vàng này, các bạn ơi rẻ không? Thôi mua luôn. Rồi. Nó rẻ thì mua luôn. Cái này thì chúng ta có thể là đi 100 vàng 1.000 cái. Cái này chúng ta tách ra để bán như này này. Đấy, 8 này. 10 cái 80 chúng ta chỉ cần bán 100 cái này thôi. 800 vàng, rồi vẫn lại nhiều. Phải cứ mua thoải mái. Vâng, trước khi mua thì là nhất là chúng ta chuyển cho ác chính. Chuyển cho ác chính. Chuyển cho đồng cung. Các bạn phải chuyển sang ác chính thì lúc nào tách ra thì chúng ta mới tách được. Đấy, như video trước thì đã nói rồi. Vâng, sẽ đi tách. Rồi, làm sao cho nó cộng 6, cho nó đồng đều, cho nó đẹp hơn. Chúng ta chờ. Đấy, đơn lẻ cái này cộng mỗi một mình cái một cái đau nhìn chối mắt là phải cộng ngay. Đây rồi. Vâng, là văn sức này mua về thì chúng ta phải vứt đi. Nào, cho thêm cho anh Long Cùi 200 vàng. Được một new kim các bạn chưa? Đi cộng vào thì các bạn thấy thế đây, đến Võ Lâm Minh. Võ Lâm Minh
Huyền Võ Lâm Minh đây. Sau đó thì chúng ta đến thằng này chúng ta cộng thôi. Cái dòng 1 các bạn nhé. Chúng ta cho bằng sức của chúng ta vào. Tỷ lệ thành công tỷ lệ thành công 100, ok. Rồi để tháo ra các bạn xem tiếp. Đấy chưa, cộng 2 các bạn nhìn này, cộng 2 nhá. Còn một cái nữa cộng nốt trong đầu nhá, ok. Cho bằng sức vào thế thôi. Báo tiền lương kim cho nó vào. Tỷ lệ thành công cũng 100%, cộng không sợ xịt. Làm sao không sợ xịt. Rồi ok, cộng 3. Ủa ai à, ai à. Vâng, đến mà đến cộng thứ 3 rồi, giờ đến cộng thứ 4. Thứ 4 thì chúng ta cần Thiên Văn Thạch. Đấy, Thiên Văn Thạch lấy ở đâu thì video xong mong là sẽ hướng dẫn các bạn. Còn cách lưu kim ấy, thì các bạn có thể đi Vạn Kiếm Đăng này, hoặc là đi mua như Long Vượng mua đấy, xong chúng ta cho hết vào. Tỷ lệ thành công đầy đủ này thì cũng thành công 100%, nhưng đây nó thiếu nguyên liệu, nó không báo 100%, nhưng chúng ta cho đủ vào nó sẽ báo 100%, hy vọng là sẽ thế. Rồi tạm thời cứ dùng ngay đã, cộng 3 đã. Đấy, nên được tí nào hay tí đấy em ạ. Rồi ok. Rồi, này đi về, đi thành nhất tháp anh hùng thôi. Anh em đang đợi. Anh hùng thì chúng ta phải cần phải có minh giáo, và minh giáo thường thường là cái cầm kim luôn cho nó nhanh ấy, chứ không cầm kim luôn được. Sau đó thì chúng ta phải VT những thành viên mà có thẻ tháng, ví dụ như anh này, em phía này có thẻ tháng thẻ VIP ấy, chúng ta phải VT đầu tiên, bởi vì là có thẻ VIP thì chúng ta nhận điểm kinh nghiệm rất là nhiều. Cho nó vào đây, ok. Đấy, anh em rất là nhiều, đa số là anh em toàn của mình hết nên nó máu. Vâng, hôm nay bạn bè họ treo hết rồi nên là tự thân tự túc vậy. Đấy. Đây là tàn ác của Long thôi. Có một ác của người bạn nữa, Long là... xuất phát nào anh em ơi, xuất phát. Vâng, nặng quá, một mình 8 ác vãi.
Vâng, các bạn đi Thái Nhất Tháp Anh Hùng thì các bạn đừng để cho trùng phá nhau. Có nghĩa trùng phá nhau là chúng ta nhận được rất ít điểm kinh nghiệm, thì thế là các bạn cũng cần lưu ý. Đi luôn nhá. Đi luôn nào. Đánh luôn. Rồi, ok. Thank you.